Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đến với một bệnh mới, đó là bệnh búa sinh dục trên chó. Thì có cái tên tiếng Anh của nó là Transmissible Venereal Tumors. Thì ngay từ cái tên chúng ta có thể thấy là đây là một khối u có thể lây lan, chuyển sang vật chủ khác. Vậy thì búa sinh dục là gì? Thì búa sinh dục là khối u ác tính, hay là còn gọi là ung thư. Thì khác với các cái bệnh ung thư khác thì cái búa sinh dục nó có thể lây truyền giữa các con chó. Nó lây truyền qua cái thông qua việc giao phối, tiếp xúc trực tiếp da kề da với khối u. Vậy nguyên nhân của bệnh này là gì? Người ta nghi ngờ rằng cái loại ung thư này đã phát triển cách đây hàng nghìn năm ở những con chó sói và chó hoang thông qua các cái đột biến trong vật liệu di truyền cơ bản của tế bào mô. Thì để nhận biết ra khối u này khá là đơn giản. Ở trên chó đực thường thì các cái búa nó nằm ở mặt trong của bao quy đầu hay là trên đầu dương vật. Búa có thể lớn hoặc là nhỏ, có dạng sần sùi, hình bông cải làm cho dương vật bị sưng to. Còn trên chó cái, búa lớn sần sùi lồi ra khỏi âm đạo, nó có dịch mũ hôi và đôi khi là có rỉ máu. Thứ tư, chúng ta đi đến sự tiến triển của khối u. Trong phần lớn các cái trường hợp thì ung thư này thường là định vị tại một vị trí nhất định, có nghĩa là nó chỉ ảnh hưởng đến cái khu vực ban đầu mà tiếp xúc với ung thư. Đấy, mặc dù cái khối u này có thể tự biến mất, thoái biến, tự phát do phản ứng của hệ thống miễn dịch, nhưng điều này cực kỳ hiếm. Búa sinh dục thường tiến triển và ngày càng trở nên khó chịu nếu không được điều trị thích hợp. Trong một số trường hợp hiếm hoi thì búa sinh dục có thể di căn lan sang các cái vùng khác của cơ thể. Thì trong cái quá trình điều trị của mình thì mình đã ghi nhận được một ca bệnh sau khi mà loại bỏ dương vật có chứa khối u ở mặt trong dương vật, thì sau khoảng 6 tháng thì cái khối u lại có một cái khối u nổi lên ở vùng bẹn trong của chân sau, nở loét như là bông cải, khá giống với khối u ban đầu ở cái dương vật mình đã phẫu thuật. Về phần điều trị thì tùy vào mức độ của căn bệnh mà có các phương pháp điều trị nó phù hợp. Thì trong cái trường hợp mà mình giải quyết ở đây thì con chó nó bị u dương vật thì mình đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần này dương vật. Vậy thì trong cái quá trình mình phẫu thuật để cắt bỏ dương vật chứa cái khối u thì mình cần có những cái lưu ý như thế nào? Thì như trên hình chúng ta có thể thấy thì dương vật được cung cấp máu bởi hai nhánh động và tĩnh mạch chính. Phần một nhánh thì nuôi phần đầu của dương vật, và một nhánh nuôi phần thân của dương vật. Đó, thì chúng ta có thể thấy rất rõ trên hình hai cái nhánh của động tĩnh mạch chính để nuôi dương vật. Đấy, thì trong cái quá trình phẫu thuật mình lưu ý được hai cái điểm này để mà mình làm tốt cái quá trình cầm máu. Thứ hai là phương pháp hóa trị, là điều trị bằng thuốc. Thì có thể dùng cho cả chó cái lẫn chó đực. Bởi phẫu thuật cắt bỏ khối u sinh dục trên chó cái khá phức tạp và có nguy cơ để lại nhiều biến chứng, nên chúng ta đôi khi ưu tiên dùng phương pháp hóa trị hơn. Thì chúng ta đi đến một cái ca bệnh cụ thể. Thì đây là một con chó cái tên là Lucky, 15 tuổi, thuộc giống chó Lai. Lai nhiều loại chó khác nhau. Đó, đã được đưa đến bệnh viện thú y vào ngày 4/4/2019 trong cái tình trạng là suy nhược. Đó, thì con chó được nhận nuôi ngoài đường, người ta nhặt được ngoài đường. Khi mang tới thì Lucky trong cái tình trạng cơ thể rất là tồi tệ, cơ thể suy nhược với màng niêm mạc nhợt nhạt, teo cơ, nấm móng và hai cái khối u lớn như hình dạng của súp lơ, bị loét xuất huyết ở vùng âm đạo. Khám da cho thấy người ta con chó này nó rụng lông nhiều và kèm theo là có cháy rận và tăng tiết bã nhờn trên da. Và khám tổng thể thì không thấy bất kỳ cái hạch to nào được phát hiện. Cuối cùng là người ta siêu âm ổ bụng và không thấy các cái bất thường ở lách và các cơ quan khác. Và đây là hình ảnh của chú chó Lucky khi mà được mang tới bệnh viện. Thì cơ thể suy nhược, nằm ngủ gục và rụng lông nhiều chỗ trên cơ thể.
và đặc biệt là ở hình thứ ba chúng ta có thể rõ là chỗ phần âm đạo của con chó Lucky này nó có hai cái khối u hình dạng giống như là suppler đó. Rồi các cái test chuẩn đoán lâm sàng được thực hiện trên chú chó này bao gồm là chạy sinh hóa, sinh lý máu, rồi xét nghiệm snap test để sàng lọc các cái tác nhân gây bệnh do các vector truyền nhiễm như là bệnh run tim, Echinus, anaplasma, bệnh lim. Đó, người ta xét nghiệm thêm Leishmania để phát hiện xem có kháng thể kháng Leishmania hay không. Ngoài ra còn là cạo da ở một số nơi trên da để làm các cái test về ghẻ, Sarcotest hay Demodex. Và cuối cùng là người ta lấy một mẫu sinh thiết ở khối u để làm tế bào học. Rồi chúng ta đi đến phần kết quả xét nghiệm thì kết quả sinh lý máu cho thấy thiếu máu và tăng bạch cầu lympho, tăng bạch cầu hạt. Con chó này dương tính với Echinus, Anaplasma và Leishmania, dương tính với ba loại ký sinh trùng máu. Rồi vết cạo da thì cho thấy kết quả âm tính với Sarcotest và Demodex. Đó, thì mẫu sinh thiết làm tế bào học của khối u âm đạo cho thấy thì một quần thể tế bào hình trứng và hình tròn tân sinh với một số tế bào viêm. Mỗi tế bào đều chứa các nhân đơn lớn và tròn. Tế bào chất dồi dào, dạng tinh vi và trống rỗng về mặt quang học. Các tế bào có đặc điểm của một khối u sinh dục. Chúng ta đi đến phần điều trị. Thì đối với bệnh Echinus và Anaplasma thì được điều trị bằng doxycycline 10mg trên 1kg thể trọng, dùng đường uống và dùng liên tục trong vòng 30 ngày. Đấy, ngoài ra dùng thêm Mintenafarin 2mg trên 1kg thể trọng đường uống và Allopurinol 20mg trên 1kg thể trọng, dùng liên tục trong vòng 28 ngày. Và chú chó cũng được bổ sung mỗi ngày bằng các cái chất bổ sung cho da như là acid amin omega 3 và omega 6, và được tắm từ mỗi 3 ngày bằng sữa tắm chứa ketoconazole và chlorhexidine. Thì sau 20 ngày ở tại phòng khám thì chú chó đã thực sự là cải thiện về cái tình trạng sức khỏe. Còn về việc điều trị bướu sinh dục thì người ta sử dụng thuốc vincristine sulfate với liều là 0,6mg trên 1m² diện tích cơ thể, và liều cấp là mỗi tuần một lần. Thì diện tích cơ thể gọi là body surface area thì mình đã để cái đường link ở phía dưới video để các bạn có thể tiện truy cập và tính ra cái liều phù hợp với con chó của mình. Đó, với cái lộ trình 8 tuần bướu sinh dục của chú chó đã hoàn toàn biến mất, và trong cái ca bệnh này người ta không ghi nhận các cái tác dụng phụ, có nghĩa là không ghi nhận các cái tác dụng phụ của thuốc vincristine sulfate. Thì thông qua thực tế sử dụng mình nhận thấy một số vấn đề như sau. Như ca bệnh phẫu thuật cắt bỏ dương vật ở mình đã nêu ở phần trên, thì trong cái khoảng thời gian dưới 6 tháng thì con chó nó phát triển và sinh hoạt khá là bình thường, nhưng sau đó thì con chó tái phát khối u ở vùng bẹn trong, và mình đã thử sử dụng thuốc vincristine sulfate. Thì sau khoảng 12 giờ sử dụng thì con chó nó có biểu hiện bồn chồn khó chịu, sau đó thì tiêu chảy phân tanh, mất nước rất là nặng, và do chưa kịp phát hiện là sớm nên chú chó đã không qua khỏi do mất nước. Thì có một cái điều chúng ta nên chú ý khi mà sử dụng các cái thuốc để hóa trị điều trị ung thư thì cần có sự theo dõi liên tục con thú và phải có cái phương án xử lý kịp thời khi mà có những cái biến chứng mình chưa lường trước được. Thanks for watching the video.